Xin chào ông bà cô chú và anh chị đã ghé thăm kênh của Thi. Thì hôm nay Thi sẽ chia sẻ cho mọi người làm bánh bao bí đỏ và tạo hình túi tiền. Cái công thức hôm nay em cũng sẽ sử dụng phương pháp trộn bột thẳng. Tuy nhiên, cái công thức em hướng dẫn mọi người làm bánh bao đầu tiên thì em sẽ sử dụng men và bột và sữa chua. Công thức hôm nay thì sẽ sử dụng men và bột nở để ông bà cô chú anh chị mình có thể linh động trong nguyên liệu và chọn cái công thức phù hợp với mình nha. Và mình cũng sẽ sử dụng phương pháp trộn bột thẳng cho cái công thức ngày hôm nay. Cả hai công thức em chia sẻ cho mọi người làm bánh bao đầu tiên và bánh bao bí đỏ đều có thể làm bánh bao tạo hình hết nha. Công thức này thì em sẽ thêm cái phần bí đỏ hát vào để tạo cái màu vàng cho bánh. Nếu mọi người không sử dụng cái bí đỏ thì mọi người có thể tăng cái lượng nước lên cho em. Ngoài ra em còn chia sẻ thêm cho mọi người cái phần nhân đậu xanh dừa cho phần bánh của mình nha. Và em sẽ chia sẻ thêm cho mọi người một cái phương pháp ủ bánh trong thời tiết lạnh nha, mà mình không còn phải phun sương trước khi mình đem bánh đi hấp. Sau khi mà bánh ủ đạt rồi thì mình không còn phải phun sương trước khi mình đem đi hấp, giống như là cái phương pháp ủ mền nhiệt điện mà em đã chia sẻ ở cái video làm bánh bao đầu tiên. Mà phương pháp này thì mình chỉ cần ủ bánh sau khi bánh nở đạt rồi thì mình chỉ cần đem đi hấp mà mình không cần phải phun sương hơi nước nha. Bây giờ em sẽ vào bếp và hướng dẫn mọi người cách làm ha. Về cái phần nhân đậu xanh ngọt thì đậu xanh mọi người ngâm cho nó nở đi rồi mọi người hấp chín cho em nha. Sau khi hấp chín xong thì mình sẽ cho cái phần đậu xanh này vào cối xay cùng những cái nguyên liệu còn lại nha. Tiếp theo mình sẽ cho cái phần đường cát, muối, dầu ăn, nước cốt dừa ha. Và cái phần hỗn hợp nước và bột nếp. Mình khuấy cái nước và bột nếp tan ra. Mình cho chung vào luôn. Rồi giờ mình sẽ đem đi xay nhuyễn nha. Khi mà mình xay với lại cái cối bằng cái cối xay sinh tố á, thì nó sẽ bị kẹt nha. Vì cái phần nhân đậu của mình nó không có lõn, nên là khi mà mình xay thì mình nhớ dùng đũa mình khuấy đảo đều lên để khi mà mình xay nó không có bị kẹt máy. Hoặc là mọi người muốn xay nó dễ hơn thì mọi người có thể xay bằng cái máy xay cầm tay hoặc là máy cối xay thịt á, thì nó sẽ xay dễ hơn là dùng cái cối xay sinh tố nha. Sau khi mà mình xay đậu xong á thì mình sẽ đi sơn cho cái phần đậu này nó ráo nha. Mình sử dụng máy xay sinh tố thì nó xay nó sẽ không được nhuyễn. Nó chỉ nhuyễn tầm khoảng 80% thôi. Nếu mọi người muốn nhuyễn hơn thì mọi người có thể sử dụng cái máy xay cầm tay hoặc là mình sử dụng cái máy xay cối xay thịt đó, thì nó xay nó sẽ nhuyễn hơn. Nếu mà mọi người muốn thích ăn cái sợi dừa thì mọi người có thể cho thêm cái phần sợi dừa non vào cái nhân đậu này nha. Mình chỉ sơn cho cái phần đậu này nó ráo nước là được. Mình có sơn khô quá khi mà cái đậu nó nguội ăn cái đậu nó sẽ bị khô, nó chứ nó không có mềm nha. Rồi sau đó mình sẽ tắt bếp và mình để cho cái phần đậu này nó bớt nguội đi, rồi mình sẽ vo viên nha. Về cái nguyên liệu bí đỏ thì mọi người nhớ mua cho em cái bí đỏ dẻo và có cái màu vàng đẹp thế này thì mình không cần nhất thiết phải cho thêm màu thực phẩm vào. Mình luộc cho bí đỏ chín mềm, sau đó mình sẽ tán nhuyễn cái bí đỏ này ra nha. Và mình sẽ cho chung vào cùng với bột và các nguyên liệu còn lại và mình sẽ đem đi nhồi bột nha. Sau khi mà mình sơn nhân đậu xanh xong á thì giờ mình sẽ tiến hành làm vỏ bánh ha. Mình cũng sẽ sử dụng bột mì có hàm lượng protein từ 8-10% cho em. Những cái loại bột khô mình sẽ cho chung vào nha, gồm có bột bắp nè, bột nở. Mình sẽ cho cái phần bột nở vào luôn ha.
bột sữa béo. Bột sữa béo thì giúp cho cái vỏ bánh của mình nó thơm và nó ngon hơn. Rồi mình chỉ trộn đều lên cho em. Nếu mà mình nhồi bằng máy á, thì mình sẽ cho trực tiếp vào luôn nha. Tiếp theo là cái phần chúng ta sẽ cho cái phần đường và phần nước nha. Men. Mình sẽ cho cái bí đỏ vào luôn, bí đỏ tán nhuyễn mình sẽ cho vào luôn. Rồi mình sẽ cho cái hỗn hợp này vào ngược lại trong bột. Cho vào đây cho em một chút xíu muối. Và mình có thể sử dụng dầu ăn, hoặc là mỡ đông lạnh, hoặc là mỡ trù. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người, hôm nay em sẽ sử dụng là nguyên liệu mỡ trù nha. Vì mình dùng bột nở nên mình sẽ cho thêm cái nước cốt chanh vô cho em. Có thể thay thế bằng giấm ăn, nhưng mà nước cốt chanh nó sẽ giúp cho cái bánh của mình xốp mềm hơn là cái giấm ăn nha. Rồi giờ mình sẽ trộn đều những cái nguyên liệu này nha. Nếu mà mọi người nhồi máy thì mọi người cứ cho hết tất cả các nguyên liệu vào máy. Mình đánh ở cái mức nhỏ nhất cho các nguyên liệu nó trộn đều vào với nhau. Sau đó mình sẽ đánh ở cái số mức lớn hơn cho cái khối bột nó mềm dẻo là được. Nếu mà mình nhồi bằng tay thì mình chia cái bột này ra một nửa, rồi sau đó mình nhồi bằng tay nha. Cái kỹ thuật nhồi bằng tay thì em đã chia sẻ ở trong cái video hướng dẫn làm bánh bao đầu tiên rồi. Còn bây giờ thì em sẽ lấy cái khối bột này em đi nhồi bằng máy ha. Cái bước đầu tiên quan trọng nhất để làm ra cái thành phẩm vỏ bánh bao ngon đó chính là khâu nhồi bột. Khi mà mọi người nhồi bột thì cái thời gian nhồi bột nó tương đối thôi chứ nó không phải là tuyệt đối nha. Nó tùy vào máy, tùy vào cái máy nhồi bột của mình, công suất lớn hay là nhỏ. Cũng như khi mà mình nhồi tay, nó tùy vào cái lực tay của mình. Nên cái thời gian của em đưa ra là chỉ là tương đối. Còn mọi người phải cảm được bột. Khi mà mình nhồi xong mình còn phải cảm được bột, là cái khối bột của mình nó phải mềm dẻo. Mọi người thấy nó ráo không? Nó không dính tay, nhưng mà khi mình bóp vào cái bột này thì cái bột nó rất là mềm dẻo, nó giống như là đất sét vậy á mọi người ha. Rất là mềm dẻo, nó có được độ đàn hồi và mềm như thế này thì bột mình mới đạt. Thì cái bước này rất quan trọng, mình không cảm được bột và bột nhồi nó không đạt thì khi mà ra thành phẩm vỏ bánh bao của mình nó dễ bị chai, dai và khô nha. Bây giờ em sẽ cắt ra, thì mình phải cắt ra để mình xem phía bên trong của bột nó còn bọt khí hay không. Nếu mà nó còn bọt khí thì mình phải nhồi tiếp tục nha. Đây mọi người thấy cái bột của mình nó hoàn toàn không có bọt khí, là bột của mình nó đạt nha. Và mình ấn vào này, cái bột của mình mềm dẻo thế này. Thì ba cái lưu ý mà khi mà mình nhồi bột, lưu ý cho em bất kỳ cái công thức bánh bao này em chia sẻ trên kênh YouTube của em. Thì khi mà mình nhồi bột, đầu tiên cái khối bột của mình nó phải mềm, dẻo và không dính tay. Thứ hai là khi mình bóp vào miếng bột ha, nó như thế này. Cái thứ ba là mình sẽ cắt ra mình xem ha, bột ở phía bên trong nó có bọt khí hay không. Nếu mà nó còn bọt khí nhiều thì mình sẽ phải nhồi thêm cho em nha. Rồi, giờ mình sẽ xe dây và chia bột ra. Các bạn áo một ít bột khô vào mình xe dây. Sau khi chia bột xong thì mình sẽ nhồi lại nha.
mình nhồi lại sơ và mình phải vê tròn. Viên bột nào mà mình vê trước thì mình sẽ để theo thứ tự nha. Để lát nữa mình cán nó sẽ đúng theo thứ tự. Mình không có cán viên bột nào mình vê tròn trước thì mình để theo thứ tự. Để khi lúc mình cán mình cũng cán theo đúng thứ tự cho em nha. Một công thức như vậy thì mình sẽ làm ra tầm khoảng 18 đến 20 cái bánh nha. Dựa trên cái công thức nhân của mình luôn. Thì sau khi mà mình vê viên xong thì mình sẽ ủ cái phần bột này trong vòng 10 phút. Rồi mình mới đi cán nha. Mình không có lấy lộn xộn nha. Đây là cái viên bột mà mình vê đầu tiên nè. Thì mình sẽ lấy ra mình cán và mình cho nhân vào mình tạo hình ha. Mình sẽ để cái mặt láng ở phía dưới. Áo một cái lớp bột cho nó dễ cán nha mọi người. Mình có thể sau khi mọi người có thể là mình cán xong mình tạo hình luôn, hoặc là mình sẽ vừa cán vừa tạo hình nha, tùy. Nếu mà mình muốn cán xong rồi mình tạo hình thì mình nhớ là khi mà mình cán xong mình lót một cái miếng lót giấy ở phía dưới từng miếng bột thế này nha. Rồi sau khi mà mọi người nhớ là sau khi mà vê viên mình phải ủ bột 10 phút, cho bột nó nghỉ 10 phút rồi mình mới cán nha. Như vậy thì cái miếng bột của mình nó sẽ không có bị co lại ha. Mọi người thấy cái miếng bột của em cán nó không có bị co lại nè. Rồi giờ mình sẽ cho cái viên nhân vào. Thì tạo hình túi tiền á, thì tạo hình bánh bao túi tiền nó có nhiều cách lắm. Mọi người thấy cái cách nào mà đơn giản và dễ làm hợp với mình thì mình làm nha. Hoặc là mọi người có thể làm theo cái cách này ha. Cái cách này nó cũng đơn giản nè. Sau khi làm xong thì mình sẽ chụp lại ha. Để phần nhân xuống chụp lại. Bột lên sẽ ra cái phần túi tiền. Mình nhớ là cột chỉ lại nha, cột chỉ lại để cho nó định hình được cái hình túi tiền ha. Khi mà mình hấp thì nó vẫn giữ nguyên được cái tạo hình túi tiền này nha. Sau khi mà tạo hình xong thì mình sẽ đem đi ủ cho cái phần bánh của mình nó nở gấp đôi tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ nha. Tuy nhiên đối với thời tiết lạnh thì hôm trước em có hướng dẫn mọi người một cái mẹo khi mà thời tiết lạnh thì mình sẽ dùng cái đệm điện sưởi ấm cho cái phần bánh để cho cái thời gian bánh nở nó sẽ tốt hơn. Hôm nay em sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người một cái mẹo khác nữa khi mà mình ủ bánh bao trong thời tiết lạnh nha. Là mình sẽ ủ giống như là mình ủ sữa chua vậy á. Mình để bánh, những cái khay bánh ở trong một cái thùng xốp. Sau đó bên cạnh cái khay bánh đó mình sẽ để một cái nồi nước nóng. Mình sẽ cho nước nóng vào đây là 100 độ cho em nha. Mình dùng nồi inox đáy dày hoặc là nồi gang đáy dày á thì nó sẽ giữ nhiệt lâu hơn. Mình để đây tầm khoảng nước tầm khoảng hơn nửa nồi là được. Sau đó mình, trong trường hợp nếu mà cái nắp của mình nó có lỗ thoát hơi á, thì mình sẽ đậy kín lại luôn. Còn nếu mà cái nắp mình không có lỗ thoát hơi á, thì mình sẽ hé cái nắp ra một chút xíu cho em nha. Thì đây, sau đó mình sẽ đậy kín cái thùng xốp lại. Và mình sẽ ủ thời gian tầm khoảng là thường thì em sẽ, và mình sẽ ủ trong vòng 1 tiếng cho em. Sau đó mình sẽ kiểm tra xem là cái bánh của mình nó đã nở
đạt chưa, rồi mình mới đem đi hấp nha. Vì mình sử dụng cái phương pháp ủ bằng hơi nước nóng nên là khi mà chuẩn bị đem đi hấp mình không có phun sương nha mọi người. Mình sẽ không có phun sương nước lên bề mặt bánh nữa, mà mình sẽ đi hấp luôn. Mình nấu nước vừa sôi, nước hấp vừa sôi thì mình sẽ cho bánh vào mình hấp luôn nha. Bởi vì cái hơi nước mình ủ bằng hơi nước nóng thì nhờ hơi nước nóng nó giữ được cái độ ẩm cho vỏ bánh, nên mình không còn cái phun sương hơi nước nữa. Và thời gian hấp bánh này là tầm khoảng 10 phút cho em nha. Tương tự giống như tất cả các loại hấp bánh bao, khi mà mình hấp bánh bao, bánh chín rồi thì mình sẽ tắt bếp và mình để bánh trong nồi tầm khoảng 3 đến 5 phút rồi mình hãy mở nắp ra nha. Như vậy thì cái bánh của mình nó sẽ không có bị, như vậy thì cái vỏ bánh bao của mình nó sẽ không có bị nhăn ha. Với lại cái bánh bao vị bí đỏ này thì nhân đậu này thì mọi người có thể để bên ngoài, bảo quản bên ngoài được 2 ngày nha. Nên những cái mùa Tết lễ hội nếu mà khách đặt nhiều thì mọi người có thể làm trước một ngày cũng được. Và lưu ý cho em, để lên cái màu vỏ bánh bao đẹp, màu vàng đẹp như thế này thì mọi người nên sử dụng cái phần bí đỏ già, dẻo và có cái màu vàng đậm đẹp. Thì khi mà mình lên cái vỏ, mình trộn với lại cái bột bánh thì nó sẽ là cái thành phẩm vỏ bánh của mình rất có màu vàng rất là đẹp, mà không còn phải dùng màu thực phẩm nha. Lưu ý cho em, với lại cái công thức này thì mình ủ bằng cái nhiệt nóng, nhiệt hơi nước nóng thì mình không còn phải phun sương và trước khi mình đi hấp bánh nha. Mình chỉ cần ủ nở và đem đi hấp bánh là được, vì cái nhiệt nước nóng nó sẽ giúp cho bánh của mình mềm và không có bị khô nha. Nếu mà ông bà cô chú anh chị mình có thắc mắc gì về cái món bánh bao vị bí đỏ tạo hình túi tiền này thì mọi người cứ để bình luận lại phía dưới, và có thời gian thì em sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho mọi người nha.